Hôm nay ngày 28 tháng 2 năm 2021, Chủ nhật tuần thứ hai mùa chay năm B. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: Abraham, Abraham. Ông đáp lại: Dạ, con đây. Chúa nói: Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria. Ở đó, ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để xác tế con mình. Bây giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: Abraham, Abraham. Ông thưa lại: Dạ con đây. Người nói: Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho ta. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây. Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: Chúa phán, ta thề rằng vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho ta, nên ta chúc phúc cho ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đất, như sao trên trời, như các bãi biển. Miêu dã ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu dã ngươi, vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói, tâm thân tôi trăm phần khổ cực. Trước mặt Chúa thật là quý hoa cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Ôi lạy Chúa! Con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài. Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi Jerusalem hỡi. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính con mình nhưng lại phó thác con vì tất cả chúng ta. Hát người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? Chẳng lẽ là chính Chúa đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? Chẳng lẽ là Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Từ trong đam mê sáng chói, có Thiên Chúa Cha phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bây giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba liều, một cho Thầy, một cho Môsê
và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông: đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Nhờ Covid, con người biết trở về. Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền. Đại dịch đã nhắc nhở con người phải sống chậm lại vì sức khỏe và an toàn, không chỉ cho mỗi bản thân, gia đình mà còn cho cả cộng đồng. Sống chậm lại là dịp để con người ngừng tham vọng và tranh giành lẫn nhau. Sống chậm lại sẽ mang lại cho con người cuộc sống thanh thản bình yên vì bớt bon chen và đấu đá lẫn nhau. Sống chậm lại sẽ giúp con người trở về với bản tính lương thiện và biết sống đùm bọc, nâng đỡ lẫn nhau. Sống chậm lại để con người ngừng khai thác tài nguyên thiên nhiên. Nhờ vậy mà thiên nhiên sẽ hồi phục và làm cho bầu khí quyển tốt hơn cho con người. Hướng đến xa hơn là khi thiên nhiên đã tái tạo lại môi trường tốt, tự nó sẽ chữa lành bệnh tật cho con người. Dịch bệnh và thiên tai đến với nhân loại phần lớn là do môi trường bị hủy diệt hoặc đã trở nên quá ô uế, dơ bẩn. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự ban đầu đều tốt đẹp, nhưng vì lòng tham của con người qua mọi thời đại đã phá hủy thiên nhiên, dẫn đến môi trường không còn đáng sống, nơi thì bị tàn phá nên dẫn đến thiên tai lũ lụt, nơi thì ô uế nên dẫn đến dịch bệnh tràn lan. Ngày nay người ta đang cố gắng tái tạo lại những dòng sông, dòng suối đang bị ô uế bởi nước thải và rác bẩn để mang lại dòng sông xanh và sạch cho sự sống hồi sinh. Ngày nay người ta cũng đang cố gắng trồng rừng, giữ rừng để lá phổi của trái đất mang lại không khí mát mẻ trong lành cho người. Và dường như sau bao nhiêu năm thay nhau phá hủy môi trường thiên nhiên của buổi đầu tạo dựng, ngày nay con người mới thấy cần phải kiến tạo thiên nhiên trở về với tình trạng ban đầu, thì môi trường thiên nhiên mới bảo vệ và nuôi dưỡng con người. Điều quan trọng hơn mà mùa chay mời gọi con người là hãy trở về với hình ảnh ban đầu của tạo dựng, là giống hình ảnh Thiên Chúa. Con người là họa ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Thánh, ngàn lần chí thánh, thì con người cũng được tạo dựng với trái tim biết yêu thương, biết sống có ích cho đời và biết xây dựng cuộc sống cho nhau bình an hạnh phúc. Chúa Giêsu hôm nay khi hiển thị dung nhan thật của Ngài là Thiên Chúa, nhưng muốn nhắc nhở con người cũng hãy gìn giữ vẻ đẹp thần linh thánh thiện trong con người chúng ta. Khi được chiêm ngắm dung nhan của một vị Thiên Chúa ngàn lần chí thánh, Phêrô đã bộc trực nói lên suy nghĩ của mình rằng: ở đây thì tốt quá, xin cho con làm ba lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phúc âm bảo rằng ông nói nhưng chẳng biết mình nói gì, vì ông quá ngất ngây trước dung nhan thánh thiện của thầy. Cuộc sống người Kitô hữu cũng đẹp biết bao khi chúng ta sống thật với căn tính của mình. Căn tính của người Kitô hữu là yêu thương. Yêu thương không ngăn cách với mọi hạng người. Yêu thương không xa lánh bất kỳ ai, kể cả kẻ thù. Yêu thương để hòa nhập với mọi khổ đau bất hạnh của anh em, để cảm thông, liên đới và sẻ chia. Đó là cách sống mà Chúa bảo: người ta cứ dấu này nhận biết các con là môn đệ thầy, là hãy yêu thương nhau. Xin cho chúng ta luôn biết sống chân thật trước mặt Chúa và tha nhân. Sự chân thật giúp chúng ta sống đúng với căn tính của mình. Sự chân thật sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền. Nụ cười của bà Sarah. Kinh Thánh thuật lại rằng, khi bà Sarah, vợ của tổ phụ Abraham, một lão bà gần đất xa trời, được Chúa cho biết là sẽ cưu mang và sinh con, bà đã có một phản ứng thật là người và cũng thật là kỳ diệu. Bà đã cười.
Phải, bà cụ già Sarah có lẽ đã cười nắc nẻ khi đứng trước một hoàn cảnh xem ra trớt trêu như thế. Một người đàn bà trên 70 tuổi mà còn được Thiên Chúa cho có con. Thiên Chúa xem ra rất khôi hài. Mà khi Thiên Chúa hỏi tại sao cười, Sarah lại chối rằng mình đã không hề cười. Có lẽ do sợ hãi mà Sarah đã nín cười. Sự sợ hãi có lẽ không còn cho con người được nhìn thấy khía cạnh đáng cười, đáng vui trong cuộc sống. Nhưng liền sau khi sinh con, bà Sarah đã tìm lại được óc khôi hài, cho nên bà đã đặt cho đứa con một cái tên khá ngộ nghĩnh là Isaac. Isaac theo tiếng Do Thái có nghĩa là được sinh từ một người đã cười. Cười, cười một cách lạc quan. Có lẽ đó là một trong những nét nổi bật của người có niềm tin. Người ta thường định nghĩa rằng một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Tất cả các vị thánh đều là những người có óc khôi hài. Các ngài là những con người đã từng biết cười với cuộc sống, với tha nhân. Thánh Francisco thành Assisi, vị sứ giả của hòa bình, đã có lần tuyên bố: hãy trả lại sự buồn phiền cho ma quỷ, bởi vì chỉ có ma quỷ mới có đủ lý do để buồn phiền. Cho sợ họ ạc là Thánh Gioan Maria Vianney, mặc dù thường được người ta tạc tượng như một con người buồn bã áo não, nhưng kỳ thực không ai có tâm hồn vui tươi lạc quan như ngài. Thánh nhân đã nói, linh hồn của những ai phục vụ Chúa đều được tràn ngập vui mừng. Họ luôn luôn sống như nghỉ ngơi và luôn luôn sẵn sàng để ca hát. Thánh Thomas More, khi bị đưa lên mái chém, đã nói đùa với người lý hình rằng, hãy để cho ngài được giúp một tay, cho việc hành quyết được dễ dàng. Ngài nói thêm rằng, sau khi đã chém đầu ngài, chớ đụng đến bộ râu, vì bộ râu của ngài không hề phản bội một ai. Một vị tu sĩ nào đó vào thời Trung Cổ đã viết như sau: một nụ cười và óc khôi hài thu hút được nhiều người đến với tôn giáo hơn là những khuôn mặt dài vì ủ dột. Chúa Giêsu bảo chúng ta rằng, khi ăn chay hãm mình, hãy xức dầu thơm vào người. Còn thứ dầu thơm nào quý giá hơn để tô thắm cho gương mặt của chúng ta cho bằng niềm vui? Cuộc sống dù có trăm nghìn vất vả, đau thương, vẫn là cuộc sống đã được Chúa trao ban như một kho tàng cao quý nhất. Tình đời có đen bạc, nhân nghĩa có phôi pha. Những con người đang sống với chúng ta vẫn là những người con cái Chúa và là anh em của chúng ta. Hãy cười với cuộc sống, hãy cười với người anh em của chúng ta. Đó là sứ điệp của Kitô giáo, mà trọng tâm chính là mầu nhiệm phục sinh. Qua mầu nhiệm ấy, Thiên Chúa đã cười cợt, thách thức, tội lỗi và sự chết. Sự sống và niềm hy vọng đã phát sinh từ cõi chết của Đức Kitô. Bài trích sách Lẽ Sống.